Thưa quý vị, Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế vừa ban hành công văn chỉ đạo xử lý tạm đình chỉ quán vỉa hè nghi làm cho 5 người ngộ độc phải nhập viện sau khi ăn lẩu và khẩn trương tìm nguyên nhân của vụ việc này. Trước đó, thì đơn vị nhận được thông tin về vụ nghi ngờ ngộ độc tại quán lẩu Chiêm Còi trên đường Thanh Niên, tổ 8, phường Sông Cầu, thành phố Bắc Cạn, tỉnh Bắc Cạn. Sau khi ăn lẩu tại quán, thì 5 người phải nhập viện và đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Cạn.